chính hãng sắp lên kệ thị trường Việt, Samsung tiếp tục trung thành với tông màu đen chủ đạo trên hộp đựng thế hệ Galaxy Note mới, vẫn là thiết kế tối giản. Hình ảnh chiếc bút pen được in trên bề mặt hộp để thể hiện sự khác biệt so với dòng sản phẩm Galaxy khác. Bên trong hộp được thiết kế hai tầng, một tầng chứa thiết bị, ốp lưng và một tầng chứa các phụ kiện đi kèm. Phiên bản Galaxy Note năm nay trang bị sạc nhanh 25 w tai nghe chuẩn USB Type-C thương hiệu âm thanh AKG, cáp sạc, bộ ngòi bút đi kèm và sách hướng dẫn. Như vậy, nếu để có thể sạc nhanh lên đến 45 won, người dùng buộc lòng phải mua thêm một củ sạc bán rời. Điểm thích nhất trên phiên bản màu trắng của Galaxy Note 10 cộng là khả năng ít thấy việc bám bẩn và vân tay. Mặc dù mặt lưng khá bóng, nếu cẩn thận hơn, người dùng có thể sử dụng phụ kiện bằng ốp nhựa cứng trong suốt mà hãng tặng kèm, giúp cầm nắm chắc chắn, bảo vệ các va đập và hạn chế bám bẩn. So với thế hệ năm ngoái, Galaxy Note 10 cộng đã có sự cải tiến khá nhiều trong thiết kế. Mặt lưng vẫn là chất liệu kính cường lực nhưng được cải tiến mạnh trong cách bố trí camera được đặt dọc thay vì đặt ngang. Các góc bo được xử lý vuông vức và bo cong nhẹ, cho cảm giác cầm nắm chắc chắn. Trong thiết kế này, máy sử dụng nhôm nguyên khối để làm khung nên trọng lượng máy nhẹ hơn và chống chây xước tốt. Đặc biệt điểm mà người viết khá thích đó là việc loại bỏ đi nút bisby cứng, hạn chế việc bấm nhầm và cho khung viền trông liền mạch. Các vị trí phím bấm được rời sang một cạnh thay vì hai cạnh như trước. Nhờ nhiều sự tối giản trong thiết kế mà mặt trước của máy cũng được tối ưu hóa đáng kể, trong đó là sự góp mặt của màn hình mới Infinity, gần như tràn viền. Samsung lần đầu tiên đưa vào dòng màn hình kích thước lớn lên đến 6,8 inch vào trong dòng họ Galaxy Note. Tuy nhiên, lối thiết kế mới cùng công nghệ màn hình mới đã giúp kích thước thu gọn đáng kể, cầm gọn gàng trong lòng bàn tay thay vì như những các màn hình trước đó.